Bé học đếm số. Bé ơi, có mấy chiếc kẹo mút đây? Cùng đếm nào. Một. À, có một chiếc kẹo mút. Bé giỏi quá, mẹ khen. Bé ơi, có mấy người nhện đây? Một. Hai. Có hai người nhện. Đúng rồi. Bé ơi, có mấy quả trứng khủng long đây? Cùng đếm nào. Một, hai, ba. Có ba quả trứng khủng long. Đúng rồi. Ôi, kem ngon quá. Có mấy que kem đây? Một, hai, ba, bốn. Có bốn que kem. Đúng rồi. Bé ơi, có mấy thanh gươm ánh sáng đây? Một, hai, ba, bốn, năm. Có năm thanh gươm ánh sáng. Đúng rồi, bé giỏi quá. Ôi, có mấy công chúa Elsa đây? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Có sáu công chúa Elsa. Đúng rồi. Trời ơi, cá mập kìa. Có bao nhiêu con cá mập đây? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Có bảy con cá mập. Sợ quá. Wow, có bao nhiêu cậu bé siêu nhân đây? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Có 8 cậu bé siêu nhân. Hoan hô. Ô, bánh pizza kìa. Ngon quá các bạn ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Có 9 miếng bánh pizza. Tuyệt vời. Wow, cái mốc quế kìa các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có 10 ly kem ốc quế. Hoan hô bé. Bé hãy học đếm số thật giỏi để được mẹ khen nhé. Xin chào tạm biệt các bé.